So boys and girls, how do you feel after our exercise? Are you full of energy to explore Unit 6 with me today? Các em thân mến, sau một vài hoạt động khởi động vừa rồi thì chúng mình cảm thấy thế nào nhỉ? Các em đã tràn đầy năng lượng để khám phá bài học số 6 ngày hôm nay với cô chưa? And today's lesson is Unit 6, Stand Up. Và bài học ngày hôm nay của chúng mình là bài số 6, Stand Up. Chúng ta sẽ học một số mẫu câu, ra lệnh ở trong lớp học. Now are you ready? Let's get started. Vậy với bài số 6, Stand Up, chúng ta sẽ học những từ vựng và cấu trúc câu nào? Các em hãy cùng tìm hiểu với cô nhé. Vocabulary. We are going to learn stand up, stand up, sit down, open, 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 close, close, in, in, out, out, go out, go out, and come in, come in. And for the model sentences, we will learn action and please, action and please, don't and action, don't an action. May I an action? May I an action? Yes, you can. Yes, you can. Or no, you can't. No, you can't.